trong buổi sáng ngày hôm nay phải nói là cực kỳ nhộn nhịp bên Zika chúng em với những cái bộ cấu hình combo karaoke, và hiện tại lại tiếp tục với một bộ cặp full B12 với đẩy X7 DAC rồi ạ. Ngày hôm nay lại có duyên với X7 quá. Ở đây cũng là một cặp VK720 không mặt xanh, chúng em cũng đã lên đơn xong. Cái này thì chưa đi gửi được. Cái này là cũng X7 DAC luôn. B12 một đôi loa full đẹp, có cái nét sang trọng của những cái đôi loa high-end cao cấp và có những cái công suất khỏe, chịu đòn tốt, hát karaoke ròng rã được của một dòng loa full. Nó đa năng, phải nói là nó đa năng các anh em ạ, cực kỳ đa năng. Sử dụng trong không gian hẹp cũng được, sử dụng trong không gian rộng cũng được, và các anh em đem ra ngoài trời cũng được. Bộ B12 thì nguyên đôi loa là 16 triệu, với con đẩy X7 DAC thì nó sẽ là 23 triệu. Cho con súp ra nữa. Còn có thêm con súp F1500 nữa. Không biết là có xe này có để vừa không, cố gắng chắc là để bên ghế phụ này. Ngày hôm nay thì chúng em gần như là mỗi bộ đi một xe, vì mỗi bộ một hướng cho nên là không ghép được. Cái này đã tăng thêm cái chi phí đi đường, nhưng mà chúng em cũng đã hứa với các anh em là chúng em sẽ bao phí trọn gói. Còn là một vài các bác anh em ở xa, như bác này ở dưới Quảng Ninh, thì hỗ trợ em thêm 1 triệu nữa này, hỗ trợ em thêm 1 triệu đi đường nữa nên là em sẽ lên đường ngay. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thì nó sẽ rét hơn mọi ngày, vì bắt đầu có cái không khí lạnh ùa về rồi. Hai số hotline công ty chúng em là 0963889192 và 0965503357. Và các em có thể đến trực tiếp, cũng gọi điện thoại trực tiếp chúng em. Vừa không? Cho bớt một con loa lên vẫn không được à? Đẩy như cốp này vừa không? Tôi cho vào đi ra này. Hơi khó một chút vì là con súp nó to quá. Chắc là sẽ vừa thôi. Hiện tại bây giờ cái nhu cầu về karaoke gia đình nó tăng cao. Thứ nhất là nó ảnh hưởng dịch bệnh. Thứ hai là điều kiện kinh tế bây giờ cũng... Để sắm cho mình một bộ dàn âm thanh tầm 3-40 triệu về hát thì cũng dễ dàng hơn so với mấy năm về trước. Nên là đa phần là các anh em sẽ chủ động sắm là nhiều, lên cho mình những bộ như này nhiều, đỡ phải đi phòng hát. Nhất là cái thời điểm dịch bệnh này, đỡ phải tiếp xúc ở phòng hát thì tiếp xúc nhiều. Như này thì về ta mời bạn bè đến dùng bữa cơm thân mật xong thì bật bộ dàn lên hát thì quá tuyệt vời rồi. Thứ hai nữa là nó là cái đồ vật trang trí trong gia đình. Phòng khách chúng ta nó phải có tivi, phải có bộ loa đài thì nó mới đầy đủ được trong phòng khách. Có vẻ là hơi căng vì con súp hơi to. 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các anh em nếu yêu âm thanh nhớ lấy địa chỉ trên cũng như dưới số hotline chúng em. Khi nào cần hỗ trợ gọi trực tiếp chúng em thì em sẽ tư vấn. Em cũng sẽ khép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Và nhớ tặng cho chúng em một cái like và đăng ký kênh của chúng em nhé.